thương người xa xứ. Lạc loài đến ở đây. Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một thành viên mới. Xin chào mọi người, tôi là Võ Thương Mến. Kể từ nay con sẽ có tên là Anh Kim Ngạo. Chào mừng con đến với chiều bánh miền Tây sông nước mến yêu. Ai? Ai? Ai đi Tiền Giang xuống Bà Mỹ Thuận? Ai đi Hậu Giang đến Bắc Cần Thơ? Có trai đẹp, anh nhìn tôi không chớp mắt luôn. Chắc anh chấm tôi rồi, thế nào tôi cũng làm vợ anh thôi. Anh Hường, em yêu cô. Chứ khủi giật nở á, người ta còn chắc chứa cho bà được. Còn cái thứ giật chồng như mày á, tao đeo chở người bị tao phóng xanh. Chị thấy á, giật chồng nó nhẹ nhàng quá cho nên chị mới giật đó em. Chồng của người ta chứ đâu phải bịch bắt cướp cờ mà mày chờ mày nhào ra rồi mày giật. Ô quế mẹ nó, cái buồn trinh nữ của tôi rồi. Sao được thì đánh. Tôi làm gì tôi nói đâu, biết sao bị đánh hoài. Tao có nhiều cái suy nghĩ lạ lắm nha. Nếu mày là con gái á, tao sẽ cưới mày làm vợ. Tao biết mày là ai đó, chẳng qua mày không chịu thừa nhận thôi. Tôi có một thằng con trai một à, tôi không thích theo cái loại bóng gió như mấy người đâu. Mà đời, con làm khổ má chưa đủ sao? Từ nay á, có buồn cũng phải đẹp. Em cứ khóc đi, anh sẽ nghe em khóc. Ở trong cái đoạn này nè, bao giờ cũng có cái sẵn chỗ mà dành cho con hết trơn hết trọi đó. Đứa nào mới chọi tao? Là bà nội mày nè.